gì đi. À, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Ngày hôm nay là mình cũng đang còn ở Hà Tĩnh các bạn. À, buổi trưa này mình cùng làm gì được đấy. Còn đi cũng đừng lên đi. Hả? Chùn ngươi giả xả rồi, ngươi đặng lên tụi đó. Hả? Cái cùng đặng lên tụi đó. Rồi, bữa cơm ngày hôm nay có cá nè nghe các bạn. Có một cái nồi canh nè. Rồi thịt theo kho. Dưa cải. Rồi ở đây là thịt bò xào với súp lơ phải không? Còn ở cái món này là chuối. Chuối già nha các bạn. À, chuối già xào nha các bạn. Cái món này là ở miền Nam là mình không có đâu nha. À, chỉ có Hà Tĩnh mới có nha các bạn. Rồi bắt đầu mình dùng cơm nha các bạn. Mời tất cả các bạn ha.
đây mình cũng gửi lời chúc sức khỏe tới bà con ở dân Hà Tĩnh nghe các bạn. Mình cũng ở Hà Tĩnh này cũng vài ngày nữa là mình cũng khăn gói rồi. Rồi chào tất cả các bạn nha.